hello xin chào tất cả mọi người nhé hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục cái lỗi máy tính hay là laptop bị treo bị đơ hay là trong lúc sử dụng ấy, thì nó sẽ chậm và nó sẽ không còn nhanh được khi mà như uh, lúc chúng ta mới mua máy tính chẳng hạn thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục nhé thì uh, máy tính bị treo đơ hay là chậm thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính đó là do phần mềm và do phần cứng thì chúng ta sẽ đi xử lý hai nguyên nhân đó nhé đầu tiên chúng ta sẽ đi xử lý do phần mềm thì nếu mà do phần mềm ấy, thì nó sẽ có những cái lỗi như sau ví dụ một người đang sử dụng bình thường chẳng hạn mà mọi người thấy máy bị đơ treo thì nó có thể là do phần mềm chúng ta đang dùng bị treo thì mọi người có thể là tắt cái ứng dụng nó đi ví dụ mọi người đang ví dụ ở đây mình đang sử dụng một cái phần mềm chẳng hạn mình đang sử dụng máy tính rất là bình thường đúng không ạ thì sau khi mình sử dụng một thời gian thì cái máy tính của mình bị treo đơ và không sử, sử dụng được thì mình chỉ di chuyển ở chuột thôi chẳng hạn đúng không ạ hay là mình thấy chậm chẳng hạn thì mình sẽ tắt cái ứng dụng đi một là mọi người sẽ tắt bằng cách thủ công bằng cách tắt ở đây nhưng mà nếu mọi người không tắt được chẳng hạn thì mọi người có thể là ấn cho mình cái phím là uh, AL, alt cộng phím f4 để tắt trường hợp mọi người uh, không tắt được bằng hai cách đó thì mọi người có thể là kích chuột phải vào đây này chọn cho mình mục là tag 3 Malaga và mọi người sẽ chọn cho mình vào cái ứng dụng đó và ấn n tag 3 đó thì nó sẽ đóng được ứng dụng nhá Trường hợp thứ 3 mà chúng ta không thể làm một di chuyển được chuột chẳng hạn thì chúng ta muốn đóng cái dụng đó thì mọi người sẽ nhấn cho mình phím là Ctrl Alt cộng phím DT thì tiếp đến mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là tác ba Malager và nó sẽ ra như thế này. Và mọi người sẽ tắt đi cho mình nhá. Tiếp đến nếu mà máy tính của mọi người mà sử dụng những cái phần mềm lặng như kiểu là Photoshop hay là mọi người đang chơi game hay là phần mềm AI, nói chung là những cái phần mềm lặng mà mọi người đang sử dụng và mọi người thấy nó bị chậm, treo và đơ, thì mọi người sẽ nhấn cho mình cái phím, cái tổ phím là Windows này cộng Ctrl này cộng Shift này cộng B này để chúng ta khởi động lại cái cạc màn hình để giúp máy tính nó chạy nhanh hơn nhé. À, nếu mọi người đang sử dụng mà uh, máy tính một thời gian đấy, mọi người thấy máy tính nó chậm dần và uh, không uh, còn nhanh được như khi mà chúng ta mới mua nữa, thì mọi người có thể là một là mọi người sẽ tải cho mình một cái phần mềm diệt virus về và mọi người sẽ quét cho mình virus ví dụ ở đây mình có sử dụng một phần mềm là Kaspersky thì mọi người có thể là quét virus xem máy của mình có virus hay không nếu mà có thì nó sẽ dẫn đến là máy tính sẽ bị chậm nhé vì virus nó hoạt động liên tục nó sẽ tốn ram này nó sẽ tốn cpu của máy tính nó sẽ dẫn tới là chậm cái máy tiếp đến à, sau một thời gian sử dụng chẳng hạn thì máy tính của mọi người sẽ bị đầy ổ c thì mọi người cũng có thể là xóa rác đi Thế này ví dụ là trường hợp là sau một thời gian sử dụng ấy, thì mọi người sẽ thấy cái ổ C này của mình như đây đang dùng 220 GB mà sau một thời gian sử dụng ấy, nó chỉ còn 62 GB thôi. Còn nhiều bạn sau một thời gian sử dụng ấy, thì nó chỉ còn là 10 GB, 5 GB, 2 GB thì như vậy nó sẽ dẫn tới là cái máy tính của chúng ta sẽ bị chậm đi nhá. À, thì lúc đó chúng ta sẽ phải dọn rác ổ C đi anh em nào chưa biết cách dọn rác ổ c thì mình cũng có làm một cái video khá là dài về cách dọn rác ổ c rồi thì link video mình sẽ để bên dưới một mô tả video này mọi người có thể kích vào xem để có thể là dọn rác ổ c để giúp máy tính nó chạy nhanh hơn nhá tiếp đến trường hợp nữa là khiến máy tính chạy chậm sau một thời gian sử dụng đó là win của mọi người nó bị lỗi chẳng hạn thì uh, mọi người đã thử hết các cách như kiểu là uh, quét virus này hay là dọn rác ổ c này ổ c đã xanh như thế này rồi mà máy tính vẫn chạy chậm chẳng hạn thì mọi người có thể là cài lại win trước khi nghĩ đến phần cứng thì chúng ta sẽ uh, cài lại win thì trước khi cài lại win thì mọi người có thể là uh, backup hết lại những cái dữ liệu này những cái dữ liệu nha còn phần mềm thì chúng ta phải cài lại còn dữ liệu thì mọi người sẽ copy vào cho mình một cái ổ khác ví như là ổ d sau đó mọi người sẽ tiến hành cài lại win cho mình thì anh em nào mà chưa biết cách cài lại Win ấy, thì mình cũng có làm những cái video để hướng dẫn mọi người cách cài lại Win rồi Thì link những cái video đó mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video này Hướng dẫn mọi người cài Windows 10, cài Windows 11, cài Windows 7 mọi người có thể xem nhé Ok, thì sau khi mà chúng ta đã uh, xử lý phần mềm hết như vậy rồi mà chúng ta vẫn cảm thấy máy tính bị chậm, treo đơ Có nghĩa là sau khi mình đã cài lại Win rồi mà máy tính nó không hề nhanh hơn và nó vẫn cứ chậm và chạy rất là đơ lag treo thì mọi người sẽ nghĩ tới cho mình là phần cứng nhá ví dụ cái trường hợp mà mọi người uh, cài lại win ấy trong lúc cài lại win mọi người thấy cài win rất là chậm chẳng hạn thì mọi người nghĩ ngay cho mình đến là ổ cứng vì nếu mà cài win chậm thì có thể là ổ cứng nó bị nỗi nó dẫn tới là khi mà chúng ta cài win nó rất chậm rồi mà cài win chậm thì đến lúc mà chúng ta vào win nó cũng sẽ rất là chậm nhá có thể là nếu mà ổ cứng đời cũ hdd thì nó có thể là bị bét. Còn uh, ổ cứng uh, SDD, SDD thì nó có thể là bị lỗi Thì cái này là liên quan đến ổ cứng Thì mọi người có thể là mang xa bên uh, uh, trung tâm sửa chữa máy tính Để mọi người có thể là kiểm tra và có thể là thay ổ cứng nhá Cái này phần cứng thì chúng ta có thể thay thế thôi Tiếp đến là mọi người sẽ kiểm tra xem cho mình cái mục là RAM Xem máy tính của mình uh, RAM là bao nhiêu Ví dụ đây mình kiểm tra này uh, Và property mọi người thấy ram ở đây mà có hai ghi thì chẳng hạn thì chắc chắn là uh, máy tính của mọi người đã quá cổ và quá cũ rồi ram ở đây mà có 2 ghi thì bây giờ nó sẽ chạy rất là chậm nhá lên tới 4 ghi thì chạy nó gọi là bình thường tạm ổn thôi còn nếu mà mọi người thấy ram có hai ghi thì nâng cấp lên 4 ghi hoặc là có điều kiện hơn thì nâng cấp lên 8 ghi nhá tiếp đến thì mọi người sẽ kiểm tra cho mình xem là cái chip của mọi người xem chip của mọi người là chip gì ví dụ như kiểu đây là co chẳng hạn hay là đua chẳng hạn hay là xe chẳng hạn xe d thì, ạ. thì cái máy tính của một người đã quá cổ rồi thì chúng ta sẽ không thể làm mà khắc phục nó chạy nhanh hơn được nhá chúng ta chỉ có uh, cài lại win và nó chạy chậm thì phải chấp nhận thôi tiếp đến thì mọi người sẽ nếu mà ram của mọi người mà nó cao ấy, ví dụ là ram ở đây tám g rồi chẳng hạn thì mọi người có thể là tháo thanh ram của mọi người ra và có thể là lau chùi đi À, lau chùi trên ram ấy và cắm lại xem nó có hết được cái tình trạng là bị uh, treo phần mềm hay không nhá Tiếp đến thì mọi người sẽ kiểm tra cho mình cái quạt tản nhiệt và cái keo tản nhiệt ở trên uh, uh, laptop hay là pc. Ví dụ quạt tản nhiệt của một người mà nó chạy rất là chậm, chạy như kiểu lờ đờ lờ ấy thì cái quạt đó bị hỏng rồi. thì mọi người lên thay cái quạt đó đi. và mọi người sẽ kiểm tra xem cho mình cái keo tản nhiệt nó hết chưa cái keo tản nhiệt mà nó hết ấy nó sẽ dẫn tới là cpu nó bị nóng và cpu nó bị nóng thì nó sẽ dẫn tới là khi mà chúng ta sử dụng máy tính lâu này hay là những cái phần mềm mà nó lặng thì nó sẽ bị hay bị treo máy nhé thì đó là phần cứng phần cứng thì chúng ta chỉ quan tâm đến ổ cứng này ram này và quạt tản nhiệt và keo tản nhiệt thôi thì uh, nếu mà máy mới mua thì mọi người sẽ quan tâm cho mình là Máy mới mua ở độ 125 ấy thì quan tâm cho mình cái ổ cứng nhá, nhất là laptop, laptop mọi người hay di chuyển chẳng hạn, hay là uh, bị lỗi laptop, uh, lỗi cái ổ cứng chẳng hạn thì nó hay bị treo và đơ máy nhá. Ok, thì đó là một số những cái nguyên nhân uh, dẫn đến máy tính của mọi người hay bị treo này, hay bị uh, đơ này và chạy thì nó chậm này, thì uh, có thể do phần mềm và cũng có thể do phần cứng. Thì trong video mình cũng đã nói qua, mọi người có thể là kiểm tra theo những cái bước như vậy nhé. Ok thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để ủng mình nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.